Ông Lê Minh Hoàng cho biết, công việc chủ yếu thường ngày của ông là thợ mộc. Ngoài công việc thường ngày thì ông có khoảng 20 năm nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Ông cho biết đã từng cầu mưa cho Hà Nội, Lâm Đồng cùng một số tỉnh thành và đã có kết quả. Quần khúc phụ đuối nước khiến hai nữ sinh tử vong ở từng nguồn xung danh. Camera vụ cướp tiệm vàng ở Long An, bà chủ nhảy qua tủ kính tóm gọn kẻ gian. Người được đề xuất lập đàn cầu mưa, tôi là thợ mộc, có 20 năm nghiên cứu khí hậu. Cây sáng di động bán ra cắt cổ mọc trên vỉa hè Hà Nội. Uẩn khúc vụ đuối nước khiến hai nữ sinh tử vong ở thượng nguồn sông Danh. Người dân thôn Đại Sơn, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình cho biết, đoạn sông mà hai nữ sinh trung học cơ sở vừa tử vong do đuối nước chỉ cạn ngang đầu gối, hàng ngày trẻ con trong vùng vẫn ra để tắm và an toàn tuyệt đối. Trước đó, ngày 11 tháng 4, cháu Trần Thị Hà Mai và Lê Bảo Trang, 13 tuổi, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Đồng Hóa, sau khi tan học đã rủ nhau ra tắm bãi cạn thuộc thôn Đại Sơn, xã Đồng Hóa. Bất ngờ hai cháu bị rơi vào hố sâu dẫn đến đuối nước. Ông Lê Anh Tuấn, chú ruột cháu Lê Bảo Trang khẳng định, hố sâu này vừa mới xuất hiện ở bãi sông này do người ta múc cát để san lấp nền nhà của ông Nguyễn Tiến Nam, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Hóa. Không chỉ ông Tuấn, rất nhiều người dân ở đây bức xúc bày tỏ, bà con người dân làm nhà có lấy xe cát ven sông là bị xử lý, riêng chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Hóa múc cát sỏi tạo thành hố sâu thì không bị xử lý. Điều khiến cho người dân Đồng Hóa thêm bức xúc là ngay sau khi sự việc hai cháu tử vong, ông Nam chủ động cung cấp nguồn tin thông báo cho báo chí do triều cường dẫn đến đuối nước. Tuy nhiên, sáng ngày 14 tháng 4, người dân lại phát hiện một máy múc cát ven bờ sông đổ xuống hố sâu nhằm xóa hiện trường. Người dân cũng đã chủ động giữ chiếc máy xúc này lại, yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Đồng Hóa lập biên bản hiện trường. Ông Nguyễn Tiến Nam, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Hóa, thừa nhận là ông đang làm nhà và vì đi công việc ở Hà Nội nên giao khoán cho đoàn thợ. Và ông không chủ trương lấy cát sỏi bãi tắm làm nhà. Vị trí của nhà ông Nam cách hố sâu khai thác khoảng 500 mét. Ông Lê Nam Giang, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa cho biết, bước đầu ông Nam đã có báo cáo sơ bộ. Ông Nam khoán cho đội thợ vật liệu san lấp nền nhà. Vì tiết kiệm chi phí nên đội thợ đã hút giò cát ở bãi tắm lên đắp nền nhà ông Nam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa khẳng định sẽ xử lý nghiêm khi sự việc được xác minh và làm rõ. Camera vụ cướp tiệm vàng ở Long An, bà chủ thân thủ nhanh như chớp nhảy qua tủ kính tóm gọn kẻ gian. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 14 tháng 4 tại tiệm vàng Bảo Yến ở khu phố 8 thị trấn Bến Lức, Long An. Trong lúc bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, chủ tiệm, đang đứng bán cùng nhân viên, một thanh niên vào hỏi mua một lắc khoảng 3 chỉ vàng loại 24K. Chủ tiệm lấy vàng cho thanh niên này xem, đối tượng đồng ý mua. Khi bà Vân chưa kịp đưa thì thanh niên này giật lắc vàng từ tay rồi bỏ chạy ra ngoài, leo lên xe máy định phóng đi. Chủ tiệm vàng nhảy qua tủ kính, lao ra giữ đầu xe máy, đồng thời chi hô cướp. Lúc này anh Hạnh thuộc tổ dân phòng ở gần hiện trường. Khi nghe tiếng chi hô, đã nhanh chóng cùng người dân truy đuổi theo tên cướp. Anh Hạnh quật ngã tên cướp và cùng chủ tiệm vàng, ba người dân khống chế, bắt giữ, giao cho công an huyện Bến Lức xử lý. Camera an ninh tại tiệm vàng đã ghi lại toàn bộ sự việc. Thanh niên được xác định là Nguyễn Hữu Thoại, 34 tuổi, ngụ Tiền Giang. Hiện đối tượng đang được công an huyện Bến Lức tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp tài sản. Người được đề xuất lập đàn cầu mưa, tôi là thợ mộc, có 20 năm nghiên cứu về biến đổi khí hậu. Thông tin tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ, vừa ký văn bản gửi Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ông Lê Minh Hoàng, người có khả năng cầu mưa đang gây xôn xao dư luận. Nhiều chuyên gia khí tượng cho rằng việc lập đàn cầu mưa là hoàn toàn không có căn cứ, bởi việc xảy ra hiện tượng mưa phải có nhiều điều kiện. Vậy tại sao tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp lại ký văn bản giới thiệu ông Lê Minh Hoàng, trong khi bản thân ông khẳng định vấn đề này chưa được kiểm chứng? Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp cho biết, ông nguyên là phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng con người. Tôi là người nghiên cứu khá nhiều và viết trên 300 đầu sách đã xuất bản. Tôi nghiên cứu lĩnh vực về tiềm năng con người rất nhiều. Khi nghe câu chuyện anh Hoàng trình bày, năn nỉ nên tôi giới thiệu. Xuất phát từ tình yêu thương, đau khổ trước đồng bào các tỉnh phía Nam, hàng vạn hecta hoa màu bị khô hạn, hàng triệu con người đang thiếu nước, nên nghe tin có người có khả năng thì giới thiệu. Nhưng tôi nhấn mạnh rõ là tôi chưa khẳng định và cũng không phủ định khả năng cầu mưa của anh Hoàng. Khoa học có những chân trời chưa có đáp số,
Nếu khả năng người ta có mà chúng ta không thử thì chúng ta mất đi một tài năng. Vì vậy, tốt nhất là cứ giới thiệu để địa phương kiểm nghiệm xem có làm được không. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp nói. Chiều 14 tháng 4, ông Lê Minh Hoàng, người được tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp giới thiệu với Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh về khả năng cầu mưa, cho biết muốn vào Thành phố Hồ Chí Minh để khảo sát, nghiên cứu tìm cách giải hạn. Ông Lê Minh Hoàng cho biết công việc chủ yếu thường ngày của ông là thợ mộc. Ngoài công việc thường ngày thì ông có khoảng 20 năm nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Ông cho biết đã từng cầu mưa cho Hà Nội, Lâm Đồng cùng một số tỉnh thành và đã có kết quả. Tôi dự định ngày mai sẽ vào Thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu và thực hiện cầu mưa cho Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây tôi có văn bản có con dấu và chữ ký của giám đốc một hợp tác xã ở Hà Nội. Văn bản tôi có trình bày mình có khả năng đặc biệt giúp giảm được thiên tai. Có giấy này tôi mới nộp cho Bộ Khoa học và Công nghệ để làm đề tài nghiên cứu, ông Lê Minh Hoàng nói. Cây xăng di động bán giá cắt cổ mọc trên vỉa hè Hà Nội. Cứ mỗi khi cây xăng trên đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Hà Nội ngừng bán để nhập hàng, nhiều người khi đi qua dễ dàng nhận ra có nhiều cá nhân tích trữ xăng bằng chai để bày bán. Thường những lúc cây xăng nghỉ để nhập hàng thì các cây xăng di động này sẽ mọc lên chào mời khách mua. Qua quan sát có thể thấy những cây xăng này khá đông khách dù giá đắt hơn hẳn quy định. Mỗi chai nhựa 1,5 lít chứa xăng có giá 50.000 đến 60.000 đồng tùy loại. Như vậy ước tính mỗi lít xăng giá 33.000 đến 40.000 đồng, trong khi giá bán trên thị trường hiện là không cao hơn 23.848 đồng một lít với xăng E5 RON 92 và không cao hơn 24.821 đồng một lít với xăng RON 95. Khách mua thường là do xe đã cạn xăng nhưng khi vào thấy cây xăng đang nghỉ nên không thể không đổ. Một shipper giao hàng cho biết vì xe không đủ xăng để di chuyển nên anh đành chấp nhận đổ 1,5 lít. Dù biết mua vậy là đắt nhưng người bán không đồng ý bán ít hơn và anh cũng chỉ có thể mua theo số lượng chai xăng. Dù chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, song mỗi người bán xăng dạo đã mời chào được khoảng từ 20 đến 30 vị khách. Như vậy ước tính trong vòng hơn một tiếng họ có thể bán được vài chục lít. Nhiều người dù biết giá xăng do đội cò này bán sẽ rất cao nhưng vẫn chấp nhận đổ vì không tiện đường đi cây xăng khác hoặc cây xăng khác quá xa. Với mỗi lít xăng, người bán đút túi thêm khoảng 10.000 đến 15.000 đồng. Đội cò xăng không ngần ngại bày chai nhựa ra giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ thiếu an toàn cho người tham gia giao thông. Một nhân viên của cây xăng cho biết, việc những cá nhân mang xăng ra bày bán mỗi khi trạm xăng nghỉ để nhập hàng đã diễn ra thường xuyên vào khoảng từ 21 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Chúng tôi đã nhắc nhở họ nhưng không ăn thua, thậm chí có lúc còn bị đe dọa ngược lại. Đến khoảng 22 giờ, cây xăng mở cửa hoạt động trở lại. Những cây xăng di động này nhanh chóng thu dọn, biến mất không để lại dấu vết. Xẻ núi vá sạt lở hầm đường sắt nối Phú Yên và Khánh Hòa. Đơn vị thi công thực hiện phương án khoan từ trên núi, đổ bê tông vào trong để vá các vị trí sạt lở ở hầm đường sắt Bãi Gió, theo lãnh đạo đơn vị quản lý đường sắt. Thông tin được ông Lê Quang Vinh, giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết chiều 14 tháng 4. Với phương án mới, các đơn vị thi công khoan từ bên trên núi, phần đỉnh hầm để đổ bê tông vào khu vực nắp hầm. Khi bê tông đông kết, công nhân vào bên trong hầm để thu dọn đất đá, vận chuyển ra ngoài. Hầm sẽ được lắp dầm để gia cố bên trong, tu sửa các phần còn lại. Phương án này có thể cần khối lượng hàng nghìn khối bê tông gia cố các điểm sạt lở, ông Vinh nói, cho biết cách làm này tốn công, thời gian nhưng đảm bảo độ an toàn, chắc chắn. Sáng nay nhà thầu đã tiếp cận các vị trí sạt lở, thu dọn đất đá, thi công thăm dò chiều sâu chuẩn bị cho việc khoan núi. Các đơn vị cố gắng sửa chữa và thông tuyến trong vòng 3 ngày. Giải pháp khoan núi được đưa ra sau 2 ngày hầm Bãi Gió, đoạn qua đèo Cả sạt lở dài 20 mét, chia cắt tuyến đường sắt. Song công tác khắc phục chưa đem lại hiệu quả. Đơn vị thi công đã dọn dẹp đất đá, lắp mái vòm bằng sắt, phun bê tông gia cố vỏ hầm, nhưng khi sắp thông hầm thì 50 mét khối tiếp tục tràn xuống. Hầm Bãi Gió được hoàn thành năm 1936, vỏ hầm làm bằng bê tông, dài hơn 400 mét, cao 5 mét, rộng 4 mét, nối Phú Yên và Khánh Hòa. Sạt lở khiến tuyến đường sắt tê liệt, hiện các tàu đi từ phía Nam phải dừng ở ga Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Tàu đi từ phía Bắc dừng ở ga Tuy Hòa, Phú Yên. Hai ga này cách nhau hơn 40 km.
Sau đó, ngành đường sắt sẽ bố trí ô tô chuyển tải khách, hàng hóa để tiếp tục hành trình. Hơn 160 lượt xe được thực hiện để trung chuyển khoảng 6.600 khách. Những ngày qua, ngành đường sắt cũng huy động hơn 200 công nhân, 2 đoàn tàu, 4 máy loại nhỏ đưa vào hầm nhằm khắc phục sự cố. Xăng dầu đã xuất hóa đơn điện tử, vàng vẫn còn xuất giấy viết tay. Hàng vạn cây xăng trên toàn quốc, mỗi hóa đơn chưa tới 100.000 đồng, vẫn phải áp dụng hóa đơn điện tử. Trong khi giao dịch vàng tiền triệu đến tiền tỷ, đến nay chưa áp dụng đồng loạt hóa đơn điện tử. Ghi nhận tại một số cửa hàng vàng bạc ở địa bàn Hà Nội, chỉ một số ít thuộc các hệ thống lớn tuân thủ chặt chẽ việc xuất hóa đơn đỏ, còn lại giao dịch mua bán vẫn chủ yếu hóa đơn viết tay. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay khi mua bán vàng tại các công ty vàng lớn, chẳng hạn tại công ty PNG, khách hàng sẽ được cấp phiếu bán hàng, kim phiếu thu, trên đó có ghi tên khách hàng, hàng hóa mua, trọng lượng, số lượng, đơn giá, thành tiền, phương thức thanh toán và có đóng dấu đã thu tiền, đã giao hàng. Trên tờ phiếu có ghi PNG sẽ gửi thông tin hóa đơn điện tử cho khách hàng sau qua SMS, email theo thông tin khách hàng cung cấp. Các thông tin này được nhập lên hệ thống và công ty có thể kiểm tra khi khách hàng bán lại sau này. Trong khi đó, các tiệm vàng hiện nay đều không xuất hóa đơn mà chỉ có một tờ giấy biên nhận do tiệm in sẵn. Chủ một tiệm vàng tại quận 6 cho biết, trừ các công ty vàng lớn, hiện nay hầu như không có tiệm vàng nào xuất hóa đơn điện tử khi mua bán vàng. Tiến sĩ Phan Phương Nam, Phó trưởng khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan thuế cần quyết liệt yêu cầu các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vàng phải thực hiện xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng như cách làm với mặt hàng xăng dầu. Thực tế, có hàng vạn cây xăng trên toàn quốc, mỗi hóa đơn chưa tới 100.000 đồng vẫn phải áp dụng hóa đơn điện tử. Trong khi giao dịch vàng tiền triệu đến tiền tỷ, đến nay chưa áp dụng đồng loạt, tạo ra những kẽ hở về sự minh bạch. Theo đó, ông Nam cho biết, khi doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử, thì các dữ liệu này cùng lúc gửi cho người tiêu dùng và cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm soát được chính xác số lượng bán, giá cả, doanh thu, số thuế mà cửa hàng phải nộp cho nhà nước. Việc triển khai, theo ông Nam, sẽ không khó, nhưng đòi hỏi sự quyết tâm từ phía cơ quan chức năng, quản lý. Đổi lại, lợi ích của việc này cũng rất lớn. Ông Nam cho biết sẽ không chỉ hữu ích với cả cơ quan quản lý nhà nước trong việc chống thất thu thuế, quản lý thị trường, chống nhập lậu, bảo vệ người tiêu dùng, mà còn đảm bảo sự công bằng trong môi trường kinh doanh. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.